Đây là ngôi cổ tự chùa Thiên Tuế. Xin mời quý vị hoan hỉ xem quang cảnh chùa Thiên Tuế. Đây là hàng cây đại rất là đẹp này, quang cảnh chùa Thiên Tuế thiền định rất là yên tĩnh, trang nghiêm, thanh tịnh. Mà bên đây là khu nhà mẫu. Hành lang của chùa. Tiếp xuống theo đây là nhà mẫu ngôi cổ tự chùa Thiên Tuế được xây dựng rất là lâu rồi và đã được xây dựng mới vào thế kỷ 21. Đây là nhà tổ, đây là quang cảnh nhà tổ. Mời quý vị tiếp tục. Đặc điểm của chùa Thiên Tuế là trồng rất nhiều cây đào và nơi nhà tổ đây là có thờ chủ tịch nước Trần Đại Quang. Xin mời. Đây ở từ trên cao nhìn xuống khuôn viên ngôi chùa rất là trang nghiêm, yên tĩnh. Tổng quan về chùa Thiên Tuế hiện nay đã được hoàn mãn. Quý vị xem hoan hỉ. Đây là quang cảnh lầu Quan Âm. Đây là đường ra lầu Quan Âm Bồ Tát. Đây là lầu Quan Âm Bồ Tát phủ Tiên Đồng Ngọc Nữ. Này rất là hoan hỉ. Mẹ Quan Âm thương giúp chúng sinh. Đặc điểm ở chùa Thiên Tuế là có trồng rất nhiều cây đại. Hai bên hàng sân rầm là hai hàng đại rất là to đẹp. Bên đây là lầu Địa Tạng. Đây là lầu Địa Tạng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Còn tiếp theo đây là vườn tháp cổ đã được trùng tu lại rất là yên tĩnh, trầm mặc một thời gian.
ngôi chùa rất là yên tĩnh và cảnh rất là đẹp. Trên bầu trời thì thỉnh thoảng có một chuyến bay ngang qua, không làm yên bình của ngôi chùa cổ, nơi làng cổ phủ chùa, toàn cảnh chùa quốc tế. Các bạn đây, thẳng đây vào là có nhà mẫu, nhà tổ, ngôi chính điện. Toàn cảnh của chùa Thiên Tuế từ cổng tam quan cổ, cây đa. Toàn cảnh khám phá chùa Thiên Tuế, ngôi cổ tự đã được hoàn mãn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở các clip tiếp theo.